Hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn 3 bài tập ngực tệ nhất mà bạn đang tập luyện hàng ngày. Nó sẽ làm chậm sự phát triển ngực của bạn. Thay vào đấy, tôi sẽ cung cấp cho bạn những lựa chọn hiệu quả hơn nhiều so với những bài tập đẩy ngực trên ghế thông thường hay ép ngực với tạ bạn đang thực hiện. Nhưng trước khi đi sâu vào nội dung chi tiết thì xin bạn đừng quên thể hiện sự ủng hộ bằng cách ấn like cho video này và đăng ký kênh của tôi. Để giúp bạn cảm nhận cơ được tốt hơn, chúng ta sẽ điểm qua cấu tạo và chức năng của phần cơ ngực lớn. Chúng ta sẽ chia cơ ngực thành 3 phần để dễ phân biệt chiều sợi cơ. Ngực trên là phần nối từ xương cánh tay tới xương ức ngực giữa nối từ xương cánh tay tới nửa trên xương ức, ngực dưới là phần nối từ xương ánh tay tới nửa dưới của xương ức. Bạn biết rằng cơ chỉ có tác dụng kéo nên nhìn theo hướng sợi cơ, tất cả ba phần cơ ngực này đều có chức năng kéo xương cánh tay của bạn vào trong. Nhưng ngực trên sẽ có xu hướng kéo chéo lên, ngực ngang có xu hướng theo hướng nằm ngang và ngực dưới có xu hướng kéo xuống. Vì thế để tối ưu kích thích lên từng phần của sợi cơ, bạn sẽ thấy cùng là để ngực với tạ trên ghế. Khi đẩy ngực ưu tiên những sợi cơ ngực giữa, chúng ta sẽ để ghế nằm ngang ưu tiên cho phần ngực trên bạn sẽ để ghế dốc lên mục đích để phương chuyển động trùng với hướng của sợi cơ và tương tự khi ưu tiên ngực dưới bạn sẽ cho ghế dốc xuống để chiều chuyển động trùng với phương sợi cơ ngực dưới lưu ý rằng khi đẩy ngực ngang thì ngực dưới cũng đã tham gia nhiều với 3 phần ngực này ngực trên sẽ thường kém phát triển hơn so với hai phần ngực còn lại nên bạn lưu ý tập trung cho phần ngực trên này nhiều hơn Bây giờ đầu tiên tôi sẽ nói tới ngực trên. Đây là phần cơ giúp bạn có được bộ ngực đầy đặn và thẩm mỹ hơn khi bạn mặc áo có cổ sâu. Mặc dù đẩy ngực trên với tạ đôi trên ghế dốc nghiêng là bài tập rất phổ biến, để tác động hiệu quả vào những sợi cơ ngực trên thì góc của ghế lẫn góc khuỷu tay của bạn sẽ quyết định chất lượng của bài tập này. Tác động vào các sợi cơ ngực trên, một nghiên cứu năm 2020, các nhà khoa học đã yêu cầu những người tham gia thực hiện đẩy ngực trên với ghế dốc ở những góc 15 độ, 30 độ, 45 độ và 60 độ. Họ đo mức độ các bộ phận khác nhau của ngực và vai và kết quả là phần ngực trên được tác động tốt nhất ở góc ghế khoảng 30 độ được hiển thị như chiếc ghế bạn đang nhìn thấy ở những góc lớn hơn 30 độ, cơ vai trước bắt đầu gia tăng sự kích hoạt và phần ngực trên bắt đầu bị giảm sự tác động. Còn khi góc ghế giảm dưới 30 độ ở tầm 15 độ thì lúc này tuy sẽ giảm sự kích hoạt lên cơ ngực trên nhưng mức độ giảm sự kích hoạt này khá nhỏ so với khi để góc ghế ở 30 độ. Tuy vậy nó lại làm gia tăng thêm sự kích hoạt của các phần ngực khác như phần ngực ngang. Điều này sẽ khác với sự suy nghĩ thông thường ở những phòng tập gym ngoài kia. Khi tập với ngực trên, họ thường để ghế dốc nghiêng đang lớn hơn 30 độ và điều này làm tác động nhiều hơn cho phần vai trước của bạn. Hãy nhớ rằng đây không phải là đúng sai gây ảnh hưởng mất an toàn cho bạn mà là sai mục đích tập luyện của bạn cho phần ngực trên. Tương tự, tập ngực trên với tạ đòn, bạn cũng thiết lập góc ghế nghiêng tầm 30 độ. Nhưng sự thật rằng các ghế fix sẵn góc nghiêng ở phòng gym thường góc ghế đang lớn hơn 30 độ. Giải pháp của tôi là sử dụng chiếc ghế có thể chỉnh được góc nghiêng và thiết lập bài tập này trong khung giả squat vừa chủ động được góc nghiêng của ghế vừa có hai thanh đỡ tạ ở dưới giúp bạn an toàn khi muốn rướn những rep cuối với bài tập đẩy ngực trên với thanh đòn. Nhân tiện đây tôi sẽ so sánh về đẩy ngực trên với tạ đòn và tạ đôi. Một số báo cáo về kích hoạt cơ đã phát hiện ra rằng giữ nguyên khỉu tay ở góc 45 độ giúp tăng đáng kể hoạt động của phần ngực trên. Và vì với tạ đôi bạn có thể điều chỉnh linh hoạt phần cổ tay theo ý của bạn. Thay vì khi dùng thanh đòn thẳng, cổ tay của bạn bị phích cố định nên đẩy với tạ đôi sẽ có sự thân thiện hơn ở khớp khỉu tay và dễ khiến bạn khép khỉu tay ở góc 45 độ hơn mà không làm bạn bị khó chịu như đẩy với tạ đòn khi phải khép khỉu tay về 45 độ mỗi lần bạn hạ khỉu tay xuống. Cá nhân tôi sẽ thường sử dụng đẩy ngực trên với tạ đôi hơn so với thanh đòn vì những điểm lợi thế như trên tôi đã trình bày. Còn trải nghiệm của bạn như thế nào về hai bài tập này? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận cho tôi biết về cảm nhận của bạn giữa hai bài tập này. Tiếp theo là các dạng bài tập ép ngực fly. Với ép ngực dạng fly có 3 lựa chọn để bạn thực hiện. Một là ép ngực với tạ đôi, hai là ép ngực với cáp đôi, ba là ép ngực với máy fly. Trong ba lựa chọn trên thì một trong số các lựa chọn nào là tốt nhất và phù hợp nhất với bạn. Bạn sẽ biết được sau khi xem xong phần tôi trình bày bây giờ chúng ta sẽ nói về các lỗi và cách khắc phục chúng cho từng biến thể ép ngực lỗi đầu tiên liên quan tới bắp tay của bạn tôi sẽ sử dụng ép ngực với tạ đôi để minh họa cho lỗi sai này khi tạ nằm ở vị trí dưới cùng cánh tay của bạn càng thẳng thì lực căng lên cơ ngực càng nhiều chúng ta sẽ áp dụng kiến thức vật lý phổ thông đơn giản là nhận ra điều này nếu bạn di chuyển quả tạ ra xa khử tay khoảng 50%. Điều này sẽ dẫn tới tăng tải trọng lên cơ ngực hơn 50%. Nên khi bạn duỗi thẳng cánh tay ở vị trí dưới cùng sẽ tăng áp lực lên cơ ngực rất nhiều. Tuy nhiên, nếu như cánh tay của bạn càng duỗi thẳng ở điểm dưới cùng thì phần cơ bắp tay trước của bạn cũng phải tham gia rất nhiều vào bài tập và dẫn tới cơ bắp tay sẽ phải hoạt động nhiều hơn phần cơ ngực trong bài fly. Nếu bạn duỗi khử tay thẳng trong lúc hạ tay về điểm thấp nhất, đây chính là vấn đề hạn chế trong chuyển động fly này điều này cũng đúng ở các biến thể ép ngực khác như ép ngực với cáp hay với khi bạn sử dụng máy ép ngực vì vậy ở điểm dưới cùng thay vì duỗi thẳng tay bạn sẽ nên để khử tay của bạn hơi gấp lại sao cho phần bàn tay sẽ chỉ nằm ngoài khử tay của bạn chút xíu trong dạng bài fly ở điểm dưới cùng chúng ta sẽ hơi gấp khử tay lại để giảm áp lực lên phần cơ bắp tay trước nhưng vẫn phải tăng áp lực được lên phần cơ ngực và khi đưa tay lên bạn sẽ duỗi thẳng cánh tay ra tập trung suy nghĩ tới các sợi cơ ngực đang ép hai xương cánh tay lại gần nhau trong quá trình đưa tay lên hình thức này đều phù hợp cho cả ba biến thể ép ngực với tạ với cáp và với máy tập chỉ đơn giản là hãy cong khỉu tay lại ở vị trí dưới cùng và cánh tay sẽ thẳng ra ở vị trí đưa tay ra trước ngực hãy tập trung tới việc đưa hai xương cánh tay lại gần nhau thay vì tập trung vào việc duỗi khỉu tay có chút điểm khác biệt ở bài ép ngực với tạ đôi là ở điểm trên cùng hai cánh tay nếu đưa sát vào nhau thì sẽ không còn áp lực lên cơ ngực nên trong biến thể tập với tạ đôi bạn sẽ chỉ cần dừng lại trước khi tạ nằm thẳng ngay trên khớp vai mặc dù khi tập với tạ đôi sẽ có chút thiệt thòi do kháng lực gây ra lên cơ ngực sẽ bị giảm ở điểm trên cùng tuy nhiên theo lý thuyết của điểm phí đại kéo giãn sợi cơ là điểm cơ bắp được kích thích nhất và bài tập này thì điểm phì đại kéo giãn sợi cơ chính là điểm khi tạ nằm ở vị trí dưới cùng nên bạn sẽ tập trung nhiều hơn cho điểm phì đại kéo giãn sợi cơ đây cũng chính là lý do tại sao bạn thấy Brandon Curry nhà vô địch thể hình Mr. Olympia năm 2019 đã chỉ cho tôi tập trung vào điểm dưới cùng của bài tập này ở những rep rướn cuối cùng của hiệp tập nhằm khai thác tối đa điểm phì đại kéo giãn sợi cơ điều tiếp theo là cách để bạn làm cho khe ngực dày hơn có thể bạn đã bắt gặp rất nhiều hướng dẫn của những idol ở ngoài kia về vấn đề làm cho khe ngực dày hơn bằng các bài tập như bạn đang thấy trên màn hình khi thực hiện những bài tập này có thể bạn sẽ cảm nhận được những sợi cơ ngực của bạn đang hoạt động khá tốt với sự co và duỗi cơ và với cánh tay khép nhiều vào trong nên các sợi cơ ngực sẽ được co lại tối đa bạn sẽ trông các sợi cơ ngực của mình ở thời điểm này dày hơn nhưng vấn đề ở đây là kháng lực nào đang kéo tay của bạn ra ngoài bạn biết rằng cơ ngực có chức năng chính là khép xương ngay tay của bạn vào trong. Vậy phải có kháng lực ngược lại với chức năng của cơ ngực, tức là phải có kháng lực đang kéo cánh tay của bạn ra ngoài, thì lúc này mới được gọi là tập cho cơ ngực. Còn bạn chú ý rằng nếu tập như thế này, kháng lực do tạ tạo ra đang vuông góc với mặt đất, tức là đang kéo cánh tay của bạn xuống khi bạn đứng tập như thế này. Bài tập này thực tế cơ vai trước và phần tay sau của bạn đang được hưởng lợi nhiều hơn so với mục tiêu cơ ngực của bạn. Thế nên mặc dù bạn sẽ cảm thấy cơ ngực vẫn sẽ có sự tham gia, nhưng áp lực gây ra cho các sợi cơ ngực là không đáng kể. Đây là những bài tập tệ nhất cho cơ ngực. Mà trong series xếp hạng các bài tập ngực, tôi xếp nó vào bét bảng cho mục tiêu tập ngực. Bạn có thể xem series xếp hạng các bài tập từ tốt tới tệ của tôi trên kênh YouTube Nguyễn Bảo Bằng. Vậy bây giờ bạn làm gì để thay thế các bài tập này? Với cùng những chuyển động tương ứng mà vẫn đảm bảo kháng lực tạo ra lên cơ ngực nhiều hơn. Thay vì sử dụng tạ, bạn có thể sử dụng máy hoặc dây cáp để tập các chuyển động này nếu bạn muốn lợi thế của việc dùng cáp hoặc máy là chiều của kháng lực sẽ trùng với phương chuyển động và giúp bạn tạo ra kháng lực ngược lại với chức năng các sợi cơ ngực với máy tập ngực bạn chỉ cần ngồi nghiêng sang một bên và thực hiện động tác đẩy một tay vào trong đây chính là chiều chức năng của các sợi cơ ngực và nó sẽ tạo ra biên độ chuyển động lớn cho sợi cơ ngực co ngắn lại tối đa cũng tương tự như vậy khi bạn sử dụng với dây cáp. Đây chính là ích lợi của việc khi bạn hiểu về chức năng cơ bắp, bạn có thể linh hoạt để tùy biến trong những trường hợp bạn bị hạn chế thiết bị tập luyện. Đặc biệt là những người vì tiết kiệm thời gian nên bạn tập luyện tại nhà, thiếu thời gian có lẽ không chỉ là vấn đề của riêng ai. Vì vậy, tập luyện hiệu quả hơn cũng là một cách cho bạn tiết kiệm thời gian. Và nếu bạn cần đạt được mục tiêu tăng cơ giảm mỡ nhanh chóng hơn thì đừng quên tôi có chương trình từng bước chỉ cho bạn chính xác cách thực hiện bài tập cấu trúc lịch tập dựa trên cơ sở khoa học cũng như chế độ dinh dưỡng được cá nhân hóa theo điều kiện và sở thích của bạn giúp bạn xây dựng vóc dáng cơ thể như bạn mong muốn hãy nhắn tin cho tôi qua facebook khi vào gym nguyễn bảo bằng com để tham gia chương trình pt online cùng tôi với tất cả sự nỗ lực chia sẻ, tôi thật sự hy vọng rằng bạn sẽ ấn like cho video này và xin bạn đừng quên thể hiện sự ủng hộ bằng cách đăng ký kênh cũng như để lại những bình luận cho tôi biết sự nỗ lực chia sẻ của mình đã không vô nghĩa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin gửi lời chào đến từ kênh YouTube Nguyễn Bảo Bằng.